Tin à, con đi đâu vậy? Trời ơi, cái mặt hình sự kìa. Hồi đó giờ có xuống xuồng này chưa? Ý tèn ơi, lần đầu tiên luôn đó hả ta? Trời 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 trời. Ông tưởng ông lái xe không mà chờ cái trời 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 trời. Ờ. Khoái dữ. Có sáu xích qua đây chút. À, đúng. Giờ chừng nào vô thì thím Bảy đi thả gặp đi. Tin à? Ồ, đi đâu vậy con? Tin đi đâu đó? Ừ, có con cua bò vòng vòng đó, kẹp thấy mồ luôn. Dạ. Tin à? Trời ơi, đi hết không? Đi đâu đó? Tin đi đâu đó? Tao đứng ở đây. Ồ, trời trời trời. Thôi. Tin à, tin à. Mặt hình sự kìa. Khói dữ. Khói dữ à. Có anh Leo ở đây là mê cái này rồi. Leo thích đi xuồng lắm. Chắc mưa thế mày phải không? Chỗ hay nè. Chỗ này là
anh đó cô Sáu, nó cũng lại nhà nó lấy xe đó. Cá kìa.
con này cua nó kẹp anh. Rồi tưởng đau nước. Con cô nó bự. Con thấy chắc mềm quá thế bảy. Cứng ngắt hả? Con thấy nó xanh lè xanh lét à. Con thấy nó xanh lè. Cái con thấy con mồi là chắc mềm đó. Không cứng không? Con cua nó bá 100 ngoài hàng, xé lưới mẹ đi. Xé lưới mẹ. Cái lưới này gọi thêm bảy sợ chắc cũng mệt luôn anh bảy. Con thấy nó gói quá trời rồi thêm cua nó quậy. Cái này là sợ đã luôn. Bả gỡ cua bả xé người ta xong bởi lưới luôn rồi gì đây làm sao mà mở. Con nó mềm là chắc cú. Đây con chói con này con bà sợ đó. Cái là có gạch rồi đây nghe không? Gạch con khỉ. Thấy nó bọp muốn chết luôn. Thấy con cái nó bọp muốn chết luôn. Kiểu nó không chắc á, nó bọp. Nó cứng ngắc hả? Trắng tươi à. Thấy như là chả bị bọng á, đúng rồi đó. Con tím kiếm cái từ đó con nói mà không biết nói sao. Anh này xài được. Con này thấy cũng tưởng đâu bọng nữa mà cuối cùng cũng cứng hả? Bác coi sao nó cứng rồi. Nhìn cái màu chả xanh lút lút sao nhỏ chắc thả lại không nhỏ quá rung như cua nướng gì đó rồi có làm gì được tao cái con nhỏ mà lại chắc á con này cũng muốn hai da nữa đó ha. Trời ơi, cũng biết mở lắm chứ. Đâu đưa lên đây. Để chụp được.
đưa cái tay bên kia, cầm tay bên kia, cầm cái tay kia, à, đưa ra sẽ đúng rồi, đừng có chuẩn gớt xuống đó luôn nha. Cái này đẹp. Không ai lo phải không? Rồi. Mấy anh sao con trước mở dây. Hay thấy cứ tấp vô con ngồi á, sao cũng được. Sao không được chứ thằng bé ơi. Nếu thằng bé ngồi trước thì con ngồi sao? Hả? À? Ủa. Không, con chưa có lần nào được đi. Có nhà ngoại thì đi ra giá gai mà ông ngoại chờ cái lúc mà gì có gió cái căng cái bờm khỏi khỏi mắt công chèo đó à, cái đó thì đi hồi nhỏ. Trời ơi năm thở mày thì được đi chợ đó chứ. Mà nó xa sao không chết luôn mà từ đây đi vòng ra ngoài giá gai. Trời ở đây đâu có được đi đó mày. Ở dưới thì bán tôm á. Ừ. Chạy xuồng rồi làm bảy biết chạy chứ hả? Biết. Mà hồi cái bảy còn dưới là đi xuồng chèo. À. Không đi xuồng chèo thì đi đò. Con nhớ hồi đó kiểu mà đi nhà ngoại là hừng đông đi sớm mà thiệt sớm rồi. Đi ra tới ngoài giá gai là nó mới có sáng một chút. Ừ. Tranh thủ vậy không? Ở bên con có cây xoài quang gần nhà, mỗi lần nó ra đọt ron là con đi chiên bánh xèo ăn. Nhìn cái đọt xoài mà đỏ tươi đó anh Bảy. Ê ương mà cốc già đó bỏ lại lên à. Chèo kiểu này là thứ bảy cực chứ. Cái này cái mũi cái lái nó đi trước mà. Ủa. Ủa. À, biết rồi. Nếu mà đi trong tung. Nếu mà đi dăng lưới thì có cá thì đỡ
Dạ dạ dạ. Tím bảy thả xong rồi quay lại chứ. Thả xong rồi thì quay vô chứ, đừng có vòng gì nữa mất công lắm. Ông quặt bé Ngân là phải theo ổng về quê, ổng nói thôi cực khổ lắm, ráng đợi vài ngày con về. Sớm về. Để coi. Ổng tính qua Tết hai chồng đi Úc, nếu con đi Úc thì không Tết không có về, còn nếu không đi Úc thì về. Tính vậy đó mà không biết sao, tại chưa có mua vé. Mà nước nhiều đó mà cũng sống luôn. Kêu đi hồi đi. À, nói là bả dắt chị Mỹ qua nhà con gái bả trốn bển á, rồi đàn trai trên này xuống nó không chịu, nó trốn đi mất tiêu rồi. Rồi tới nữa bả dắt về là bên tay cho như vàng là cho đất đâu á. Dạ. Y chang như con hồi đó. Quay cơn đau, quay cái dĩa bánh, bánh mà, quay sẵn bánh. Sửa sạn để quá sửa sạn cũng lâu lắm. Dạ. Bữa nay không có chợ rồi, chào luôn, không chịu quay. Hồi sáng mà không điện đi. À, cơn chở luôn hả? Dạ. Chở bà đi. Cho nó... Cái chuyện là không có chở mà chiếc đổ mỏng. Này con để bia nữa chứ hai học thử vụ để bia. Mẹ kêu em đổ chứ em mới biết luôn á. Chứ hai đó giờ đâu biết đâu. Trời ơi, có chưa được có quay. Mãi kìa.
cười nó gung quá. Cái vậy? Cái vậy? Tưởng đâu lái xe không? Ở dưới xuồng mà như lái xe. Cổ. Tết nè, nè, nè. Thôi thằng em giòn mẹ. Nó giòn chứ không bông. Đó mẹ. Con không sợ té hả? Hả? Không sợ té hả? Cái thèm gì nè mày dám đến bờ ra nè. Hả? Té đó nha. Xém té rồi mẹ để nó tự đứng. Trời vậy hả con? Chững đi. Biết nè. Ta bán nhóc hết trơn mà ở đây bỏ lăn lóc kìa. Hồi đó chứ hai còn thích, còn mua sau này đâu có thích nữa đâu. Lúc đó ùng ùng lên ai cũng mua hết trơn á. Biết. Đi chơi xuống đó đi chút. Em biết bơi đâu. Đâu có té đâu. Được. Ông giặt đó ông đi lại để mình đổ đồ. Đổ gì? Không, ông đổ đằng chứ quay ổng không thấy. Chứ thích mấy cái này dữ lắm. Ra được đâu, ông để cái đó đây. Ủa cầu này của anh ta hả? Ta. Tưởng cầu của bảy chứ. Hồi trước đâu có đâu. Hồi trước về đâu có đâu. Nghe lụa nó tao mới làm á. Hỏi lụa không chứ chưa, hỏi thêm bảy nữa. Ăn gì nữa không? Có cái cây này dễ quay. Không có con cầm nó giật giật giật. Đẹp quá. Mấy cái này đẹp cũng chết luôn mà. Chết cái thằng này với tao. Ủa gì kỳ vậy, đi tới đó nghỉ rồi. Là mày ngồi đi tới canh. Ủa gì kỳ. Là mình ngồi đó. Ai biết đâu. Kiki lại đây nè kia. Đi lại đây. Đứng trong đó rồi đen thôi có thấy đâu. Ờ.
với mình chứ hơi gần nó mới chui đó. Có thấy được gì đâu. Mưa rồi. Mưa nhanh nhanh lên để đi không kịp à, ướt mình. Lên chứ, cái này nó lên trơn rồi mẹ ơi, cái này không có diệt nó được đâu, khó diệt đó. Này rồi lại lên lại. Mưa. Tiền, cô tiền mở lại, cô chưa mở ai? Mở lại, tiền, làm xấu ai? Làm xấu ai? Chu mở cô hai coi đi, chu mở sao? Chu mở rồi chứ không phải nheo mắt, không? Chứ hồi vậy hả? Chứ quần có ai đó, dục vậy đó. Dục bỏ đi. Còn có thằng nào đó con ăn biết. Dục bỏ đi. Dục bỏ đi. Ít lắm. Sáng đó là 7-8 giờ. Tiểu liệu nó giống của hai cho phải không? Lấy cái giò lên ăn. Mình đói bụng là mình phải ăn chân ăn cẳng đâu chứ, uống sữa hoài cũng chán chứ bộ. Nè, lấy cái chân lên. Lấy cái chân lên, mặt nhăn kìa, lấy cái chân lên, gạp miếng đi. Gạp miếng đi. Gạp miếng đi. Con chu mở đi, chu mở đi. Qua đi. Tán cho mặt luôn. Qua.
ruột quá. Ở đất ruột quá. Quay mà có chỉ vô cái camera vậy đó, rụng cái quái gì? Quái gì?
đâu bánh trái gì không. Chu mở hai coi. Chu nữa. Tịt. Chu mở hai coi. Chu mở. Ăn nãy giờ biết đâu mà.